Hôm nay là Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, ngày ơn Thiên Triệu, cầu cho ơn gọi tu sĩ và linh mục. Quyên tiền nhà thờ giúp chủng viện Đà Lạt góp phần đào tạo các linh mục cho giáo phận. Và năm nay giáo xứ sẽ cho các em rước lễ lần đầu vào lễ Mình Máu Thánh Chúa, tức là ngày Chúa Nhật 29 tháng 5. Và các em thêm sức sẽ vào ngày 29 tháng 6, tức là vào lễ hai thánh Phêrô, Phaolô tông đồ. Và năm nay đại hội giới trẻ cấp giáo phận sẽ tổ chức tại Tân Hà vào ngày mùng 1 tháng 6. Như vậy ngày 29 tháng 5 các em rước lễ lần đầu, mùng 1 tháng 6 đại hội giới trẻ giáo phận và 29 tháng 6 các em thêm sức. Rồi một vấn đề quan trọng có liên hệ tới một số người, đó là vấn đề ly dị. Từ xưa đến nay, theo giáo luật, những ai ký vào đơn ly dị ở tòa án phần đời, thì ngay lập tức từ lúc ký vào đơn đó, thì sẽ bị vạ tuyệt thông, không được xưng tội rước lễ. Và cái vạ tuyệt thông này kéo dài mãi cho đến khi nào hết tình trạng ly dị, nghĩa là bao lâu còn ly dị thì vẫn bị vạ tuyệt thông, không có ai tha, kể cả Đức Giám Mục. Trừ khi nguy tử sắp chết thì các linh mục mới giải cái vạ này. Tuy nhiên, từ nay Đức Giáo Hoàng Francisco đã hủy bỏ cái vạ tuyệt thông cho các cặp ly dị này. Cho nên từ nay ai ly dị thì không mắc vạ tuyệt thông nữa. Và những người trước đây đã bị vạ tuyệt thông rồi thì từ nay với cái lệnh mới này cũng được hủy, không còn mắc vạ tuyệt thông. Tuy nhiên theo thông báo của Tòa Giám mục Đà Lạt thì những ai đã ly dị trên một năm, tức là cách đây hơn một năm rồi ly dị ở tòa, thì muốn xưng tội rước lễ lại thì đến các cha xứ để xin đơn và làm cái đơn xin xưng tội rước lễ lại, với điều kiện là không tái hôn, chưa tái hôn, không chung sống với ai hết. Bởi vì khi ly dị, mặc dù không bị vạ tuyệt thông, nhưng chung sống với người khác thì lại mắc cái tội sống bất hợp pháp. Cho nên cũng không được xưng tội rước lễ. Vậy thì thông báo cho những ai đã ly dị hơn một năm xin đến tôi để lấy đơn về làm đơn. Chúa Nhật tuần sau sẽ có cha Louis Phạm Thế Nhung về dâng lễ để xin tiền ở nhà thờ để tu sửa nhà dòng Thánh Gia ở Long Xuyên. Cha Phạm Thế Nhung hôm vừa chay vừa rồi đã về giảng tĩnh tâm cho giáo xứ chúng ta. Cho nên sau lễ này cũng như ngày mai sẽ có người phát bao thơ, trong đó có thư ngỏ của cha Nhung. Ai muốn giúp đỡ thì Chủ nhật tuần sau chúng ta đem cái bao thư đó đến bỏ vào nhà thờ để giúp cho Ngài. Xin cảm ơn.
nhân của Thiên Chúa chính nguồn vui an trong suốt cuộc đời tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Mỗi năm giáo hội dành ngày Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh này để nhắc cho chúng ta biết Đức Giêsu là mục tử nhân lành, rất yêu thương chúng ta là những con chiên của Ngài. Ngài chăm sóc chúng ta và dẫn chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc muôn đời. Và ngày hôm nay cũng là ngày giáo hội trên toàn thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều người trẻ hiến thân làm linh mục để tiếp nối sứ mạng Đức Giêsu là làm mục tử chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý dâng lễ dỗ 4 năm cho linh hồn Giuse và 32 năm linh hồn Phêrô. Tôi thu nhận tôi đã phạm tôi nhiều lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng và chọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Xin nhâm lời chúng con cầu cần. Chúa
chỉ có Chúa là đấng, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng. Tôi ca cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vì mục tử oai hùng của chúng con đã khai hoàn tiên vào thiên quốc, xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mòn cũng được theo gót người vào chung hướng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chức sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Ba-na-ba sang qua Pê-gê và đến Antiochia xứ Pisidia. Ngày Sa-bát, các ngài vào ngồi trong hội đường, có nhiều người Do Thái và tòng giáo theo các ngài. Được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa, đến ngày Sa-bát sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Ba-na-ba can đảm nói rằng: phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Vả lại, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi dục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Iconio, còn các môn đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên ngài chăn dắt. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên ngài chăn dắt. Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan, vào trước nhan ngài với tiếng reo mừng. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên ngài chăn dắt. Hãy nhận biết Chúa là Thiên Chúa, chính ngài tạo tác nên ta, ta thuộc về ngài. Ta là dân ngài, là đoàn chiên ngài chăn dắt. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên ngài chăn dắt. Hãy vào ngõ môn nhà ngài với lời cảm tạ, vào tiền đình với khúc hoan ca,
hãy ca ngợi Chúa và chúc tụng danh Ngài. Chúa thiện hào, lượng từ bi Ngài tồn tại muôn đời, và lòng chung tín Ngài bền vững qua muôn thế hệ. Bài trích sách khải huyền. Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được. Họ thuộc nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói. Đứng trước ngai vàng và trước mặt con chiên. Họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu con chiên. Vì thế họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và ngày đêm phụng sự Người trong đền Thánh Chúa. Đấng ngự trên ngai vàng đặt giữa họ, họ sẽ không còn đói khát. Mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì con chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa. Thế giới ngày nay không ngừng biến đổi, làm cho chúng ta nhiều khi thấy choáng váng, không theo kịp. Chúng ta mong muốn một xã hội ổn định, trong đó trật tự và tương lai được bảo đảm hơn. Thế nhưng điều đó chỉ là mơ ước, không có gì là bền vững vì cuộc sống không ngừng đổi thay. Cái hôm nay tồn tại thì ngày mai sẽ bị thay thế. Từ những kiểu thời trang cho đến những hiệp ước, từ những loại xe cộ cho đến những thứ vũ khí, từ những lập trường cho đến những phương thuốc trị liệu. Thế giới như quay cuồng, đầy những phân rẽ và bất đồng trong dư luận, trong đảng phái, cũng như trong chính tâm hồn mình. Con người như bị chao đảo, ngã bên này, nghiêng bên kia. Nghe truyền thanh, xem truyền hình, đọc báo chí, chúng ta cảm thấy như người đang nói với chúng ta là có lý, nhưng mà cái có lý đó chẳng kéo dài được bao lâu,
ngày mai lại trở thành vô lý rồi. Vì thế mà chúng ta khó có thể tìm thấy chân lý, khó có thể nhận ra sự thật. Giữa những cái trái ngược nhau như vậy, thì lời Chúa hôm nay vang lên như muốn xác định cho chúng ta một lập trường dứt khoát và chắc chắn: ta là mục tử nhân lành. Lời xác quyết này thắp lên trong chúng ta một tia sáng hy vọng, đồng thời tỏ cho chúng ta thấy một góc cạnh mới về Thiên Chúa. Ta biết các chiên ta. Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành biết chúng ta không như viên kỹ sư biết một chiếc máy. Ngài biết chúng ta không như thầy cô giáo biết những người học trò, mà trái lại, Ngài biết chúng ta như một người bạn biết một người bạn, và sẵn sàng hy sinh cho nhau: ta hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Hình ảnh người mục tử nhân lành phải là hình ảnh của một người chủ chăn luôn canh giữ chuồng chiên để cho đoàn chiên được an toàn. Người mục tử đó luôn sống giữa bầy chiên và luôn chăm sóc đến các con chiên, sẵn sàng chiến đấu chống lại sói dữ, không quản ngại vất vả để lên đường tìm kiếm những con chiên lạc. Trái tim của con người thời nay dường như đã trở nên chai lì và băng giá. Họ ít lưu tâm đến những người chung quanh. Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ là một số không, chẳng ai hỏi han đến chúng ta, và khi chúng ta lên tiếng nói thì cũng chẳng có ai buồn nghe. Chỉ mình Đức Kitô vì mục tử nhân lành luôn tồn tại giữa những đổi thay. Ngài biết chúng ta và hằng chăm sóc cho chúng ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Vào những thế kỷ đầu, giáo hội đã trải qua những năm tháng dài bị bắt bớ và cấm cách. Các tín hữu luôn bị đe dọa và gặp phải muôn vàn khó khăn. Thế nhưng dưới những hang tọa đạo, nơi mà các tín hữu trốn tránh, thì cái hình ảnh được vẽ nhiều nhất trên những bức tường đó là hình ảnh người mục tử nhân lành. Chính hình ảnh này đã đem lại cho họ niềm an ủi và khích lệ. Con người thời nay đặt niềm tin tưởng của mình vào những bài diễn văn, những quảng cáo, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó họ nhận ra những trò bịp bợm trong lĩnh vực kinh doanh và những mánh khóe trong phạm vi tuyên truyền để mà bóp méo sự thật. Bây giờ chúng ta sẽ cay đắng cảm thấy mình bị lừa gạt. Còn chúng ta thì khác, chúng ta đã đặt trót niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ngài là đấng trung thành, không phải chỉ nói suông, không phải chỉ hứa cuội, mà Ngài còn thực hiện, còn hành động. Vì thế mà trải qua hơn 2.000 năm, hình ảnh người mục tử nhân lành vẫn còn là một hình ảnh sống động và thời sự. Bởi vì Ngài đã mang lấy tội lỗi của chúng ta và đã chết thay cho chúng ta trên thập giá. Hôm nay là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Và không cần nói thêm nhiều gì nhiều, chúng ta chắc cũng ý thức nhu cầu linh mục cấp bách đến thế nào cho giáo hội chúng ta. Chúng ta đang thiếu linh mục, rất nhiều nơi không có linh mục. Xin cho có nhiều thanh thiếu niên quảng đại dâng mình cho Chúa để phục vụ các linh hồn. Xin cho những người đang theo tiếng gọi của Chúa hôm nay, tức là các trùng sinh, các em dự tu, được bền tâm vững chí. Dù hoàn cảnh có nhiều khó khăn, nhưng mà Chúa đã nói, ai bền đỗ tới cùng thì sẽ được rỗi. Xin cho các linh mục của chúng ta được xứng đáng là những phương tiện tốt Chúa dùng để dẫn dắt giáo dân. Xin cho các linh mục được thánh thiện và bình an chăm lo việc đạo đức cho giáo dân, để cho các linh mục trở thành mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Tôi tin kinh. Thank you.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã sống lại vinh hiển và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúng ta cùng chúc tụng Người và dâng lời cầu xin. Đức Giêsu là vị mục tử nhân hậu, đã chết để cho đàn chiên được sống dồi dào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử của chúng ta, cũng sẵn lòng hy sinh tất cả cho đoàn chiên Chúa đã trao ban. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam có được nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, để đoàn chiên Chúa không bao giờ thiếu người chăm sóc dưỡng nuôi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Việc đào tạo linh mục tương lai cho các giáo phận đòi hỏi phải đầu tư lâu dài và tốn kém. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết hết lòng cộng tác vào công việc cao quý này, bằng lời cầu nguyện và bằng việc quảng đại giúp đỡ chủng viện. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã chết để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cùng biết đền đáp phần nào tình thương của Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung ô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lời bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse và Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa
thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Ngài đáng giá, như hướng Ngài đi đến, ý Ngài về nơi đông cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thường hàng ngày, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự phán nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là mục tư nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cuối xin Cha giờ đây thương đoái dần đưa chúng con vào đồng con nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.